Bài viết dưới đây dựa trên trải nghiệm cá nhân của tác giả với mục tiêu chính là giảm mỡ từ 21 xuống 18% và một tí cân nặng khoảng 2kg trong vòng 2 tháng. Các bạn cần tăng giảm cân nhiều cũng có thể tham khảo về khái niệm và link tài liệu đính kèm, nhưng nên hỏi ý kiến những chuyên gia về dinh dưỡng và tập luyện để đạt được những hiệu quả cũng như không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhé. Tóm tắt các nguyên tắc giảm cân: duy trì cân bằng năng lượng âm, hấp thụ ít hơn tiêu thụ, giảm tỷ lệ carbon hydrate và tăng tỷ lệ protein so với khẩu phần ăn trước đây, tăng cường vận động trong cả ngày, bổ sung các bài tập HIIT tại nhà. Bước 1, hiểu và tận dụng nguyên lý cân bằng năng lượng. Cân bằng năng lượng, energy balance, là cân bằng năng lượng giữa lượng calories hấp thu, energy in, chủ yếu qua thức ăn, nước uống, và lượng calories tiêu thụ, energy out, nhu cầu chuyển hóa cơ bản của cơ thể, các hoạt động thể chất lẫn tinh thần. Muốn tăng cân, lượng calories hấp thu phải lớn hơn lượng calories tiêu thụ, còn muốn giảm cân thì lượng calories tiêu thụ phải nhỏ hơn lượng calories hấp thu. Muốn duy trì cân nặng, lượng calories hấp thu và lượng calories tiêu thụ phải bằng nhau. Có hai cách tính cân bằng năng lượng để mọi người có thể tham khảo. Cách 1, tính lượng calories tiêu thụ bằng công cụ tính toán trên web. Dưới đây là hai trang web mình chọn ra để giới thiệu cho các bạn. Cái này tiện lợi nhưng không được chính xác lắm vì mức độ hoạt động mỗi ngày sẽ khác nhau, nên mình tự tạo một bảng Excel để phân chia cụ thể số giờ hoạt động trong ngày, các mức năng lượng cho từng cấp độ hoạt động. Thì mọi người vào trang web bên trên, nhập các thông tin tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, rồi chọn mức độ hoạt động, nó sẽ tự tính cho mình. Sau đó nhập các số liệu vào bảng Excel để biết được năng lượng tiêu thụ mỗi ngày là bao nhiêu. Cách 2, cực kỳ đơn giản và tiện lợi với ứng dụng Lucis. Đây là ứng dụng mình đã trải nghiệm và cảm thấy phù hợp với nhu cầu. Mọi người có thể tìm các phần mềm khác có chức năng tương tự trên App Store hoặc Google Play. Lucis có phiên bản đặc biệt trên thiết bị di động và website. Chỉ cần đăng ký thông tin tài khoản, nhập mục tiêu, duy trì cân nặng, tăng cân hay giảm cân, chiều cao, cân nặng, giới tính, v.v. Ứng dụng này sẽ giúp tính toán lượng calories mà bạn cần đưa vào hàng ngày, budget calories. Việc cần làm của bạn là nhập lượng thực phẩm đã tiêu thụ và các hoạt động thể lực hàng ngày để theo dõi cân bằng năng lượng của mình. Tóm lại, bước 1, hãy tính toán và ghi nhớ cân bằng năng lượng hàng ngày của bạn trước khi bắt đầu kế hoạch điều chỉnh cân nặng. Bước 2, xác định mức cân nặng cần tăng, giảm và tỷ lệ mỡ toàn thân. Để tính toán xem mình có bị thừa hay thiếu cân hay không, mình có thể sử dụng chỉ số khối của cơ thể Body Mass Index BMI theo công thức BMI kg trên mét bình phương bằng cân nặng chia cho bình phương của chiều cao. Trong đó, cân nặng được tính bằng kg, còn chiều cao được tính bằng mét. Lưu ý, mình chỉ sử dụng chỉ số BMI để làm giá trị tham khảo thôi mọi người nhá. Nhất là với những người quá ốm hoặc quá béo. Còn nếu BMI của bạn trong giới hạn trung bình thì việc tăng hay giảm cân sẽ phụ thuộc vào sở thích cũng như thẩm mỹ của từng người. Và một chỉ số mà mình sẽ đề cập đến bên dưới, nhiều bạn hơi thừa cân một tí trông lại đẹp hơn chẳng hạn. Mọi người có thể vào link dưới đây nhập chiều cao và cân nặng để biết được BMI của mình có vượt mức trung bình hay không. Mình sẽ để hai trang web ở phía bên dưới nhá. Như đã nói, chỉ số BMI dễ tính nhưng không tin cậy lắm vì chỉ dựa vào chiều cao và cân nặng nên không phản ánh được toàn diện về các thành phần bên trong cơ thể, nhất là lượng mỡ thừa. Vì vậy, bản thân mình sử dụng thêm chỉ số body fat, tạm dịch là tỷ lệ mỡ toàn thân, vì mục tiêu chính là giảm mỡ toàn thân do mấy năm nay sức khỏe của mình toàn bị cholesterol cao. Đường link để tính toán chỉ số này ở phía bên dưới. Lưu ý, vòng cổ được tính từ đầu điểm dưới yết hầu, vòng qua sau lưng, ra trước và xuống dưới khi đo không ngước cổ lên. Vòng eo của nam đo ngay vị trí lỗ rốn, nữ thì ở vị trí có chu vi nhỏ nhất, khi đo không được hóp bụng để đảm bảo tính chính xác. Vòng mông đo ở vị trí nhô ra nhất đối với nữ. Trong tài liệu mình không tìm thấy hướng dẫn cách đo mông của nam, nên mình cũng áp dụng lấy vị trí mà mông nhô ra nhất để đo. Sau khi nhập các thông tin cần thiết, mọi người có thể biết được tỷ lệ mỡ trong cơ thể của mình ở mức độ nào, như ví dụ ở bên dưới. Để chuyên nghiệp hơn, mình gợi ý sử dụng các loại cân đo bằng trở kháng điện sinh học hoặc phương pháp đo thủy tĩnh để xác định thêm các chỉ số như tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể, body fat, khối lượng mỡ trong cơ thể, body fat mass, khối lượng cơ thể không tính chất béo, lean body mass, khối lượng cơ, muscle mass, khối lượng xương, bone mass, tỷ lệ mỡ nội tạng, tuổi chuyển hóa, mức độ chuyển hóa năng lượng cơ bản,
vân vân. Các máy này sử dụng nhiều thông số của cơ thể thông qua đo đạc trực tiếp để tính ra các giá trị tạo nên độ chính xác cao hơn. Mình thấy hiện tại các phòng gym cũng có trang bị các loại máy tương tự, khi sử dụng thì phải trả phí. Mình chỉ cần đo khi mới bắt đầu quá trình giảm cân, sau khoảng thời gian 1 đến 2 tháng thì mới cần kiểm tra lại nên cũng không quá đắt đỏ. Thời điểm đo thường thích hợp nhất là trước khi tập hoặc chưa qua vận động nặng để đảm bảo các thông số được chính xác nhất. Tóm lại, bước 2, dựa vào tỷ lệ BMI và tỷ lệ mỡ toàn thân để ước lượng số cân cần điều chỉnh và lượng mỡ thừa. Bước 3, xác định dạng thể trạng để biết lượng đạm, đường, béo cần tiêu thụ. Mình muốn giới thiệu các bạn phân loại các dạng cơ thể, body type, các dạng thể trạng được tác giả Sheldon giới thiệu vào những năm 40 của thế kỷ 20 để cá nhân hóa và tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện cho từng người, và có 3 dạng chính: ectomorph, người cao, ốm, ít cơ và ít mỡ, rất khó tăng cân do chuyển hóa nhanh hay bị bạn bè ganh tị vì ăn nhiều mà không mập; endomorph, mập, nhiều cơ, tỷ lệ mỡ cao, mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng, hông và đùi, rất dễ tăng cân chứ không phải tăng cơ, khó giữ cơ thể cân đối và khả năng dung nạp carbon hydrate thấp; mesomorph, săn chắc, tỷ lệ chuyển hóa cao, dễ thay đổi cân nặng, dễ tăng cơ, là dạng lý tưởng để trở thành các vận động viên thể thao. Chế độ ăn: ăn nhiều rau củ, giảm lượng calories hấp thu, tỷ lệ carbon hydrate trong khẩu phần ăn hàng ngày đạt mức 30-40%, chia thành nhiều bữa nhỏ, một ngày từ 5-6 bữa, uống nhiều nước, nên ăn các loại protein từ thịt, ít chất béo như là gà, gà tây, hải sản. Chế độ luyện tập: các bài tập cardio để đốt cháy calories ít nhất 1-2 buổi trên tuần. Không nên chạy liên tục cùng tốc độ mà tập chạy ngắt quãng 2 phút nhanh, 1 phút chậm để xen kẽ đốt mỡ nhanh hơn. Muốn tăng cơ thì có thể tập tạ từ 3-4 buổi một tuần, thực hiện các bài tập xen kẽ với thời gian nghỉ giữa các set tập ngắn. Tóm lại, bước thứ 3, tự lượng đánh giá cơ thể của mình thuộc thể trạng nào để lựa chọn cho mình một chế độ dinh dưỡng và luyện tập phù hợp. Bước 4, kiểm soát khẩu phần ăn. Sau 3 bước trên, mọi người đã nắm được các thông tin cơ bản về lượng calories mình cần để đưa vào cơ thể, cân nặng và tỷ lệ mỡ toàn thân mong đợi, tỷ lệ các thành phần đạm, đường, béo phù hợp với thể trạng của mình. Tiếp theo là bước cực kỳ quan trọng, đó là thiết kế khẩu phần ăn hàng ngày. Mình nhắc lại, đây là bước cực kỳ quan trọng vì 3 bước trên chỉ là các thông tin mà bạn cần biết, nhưng nếu không áp dụng vào được thực tế thì xem như hỏng toàn bộ kế hoạch. Nhất là mấy bạn có tâm hồn ăn uống thì hãy cố gắng vượt qua chính mình nếu có mục tiêu đạt được và duy trì cân nặng cũng như hình thể lý tưởng. Bí quyết thiết kế khẩu phần ăn của mình là tự nấu ăn và mua thêm một chiếc cân mini để kiểm tra khối lượng các thành phần khi nấu ăn. Nếu không nấu ăn được thường xuyên thì chịu khó thời gian đầu sắm một cái cân bé bé, xinh xinh, cân các thứ đồ ở nhà, bạn sẽ tập được khả năng ước lượng. Sau này thì đi đâu, ăn gì chỉ cần nhìn là có thể ước chừng được lượng thức ăn đó nặng bao nhiêu và tính được lượng calories của nó. Cách này mình thử rồi, khá là ok. Hơn nữa, việc nấu ăn sẽ giúp bạn chủ động lựa chọn thành phần dinh dưỡng. Cách thức chế biến, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ sẽ ảnh hưởng đến cân nặng đáng kể, đong đếm được từng thành phần. Bạn nào không tự nấu ăn được thì có thể lựa chọn đặt đồ ăn theo khẩu phần. Cái này mình thấy quảng cáo nhiều nhưng mà chưa thử nên không giới thiệu cho mọi người được. Mà làm gì cũng phải luôn nhớ trong đầu là món nào nhiều protein, nhiều lipid hay nhiều carbon hydrate để lựa chọn cho phù hợp nhá. Rảnh thì lên mạng xem lượng calories trong từng loại thức ăn là bao nhiêu, nhất là mấy loại phổ biến ở Việt Nam như trứng, thịt gà, thịt heo, thịt bò, cơm trắng, cà chua, dưa leo, vân vân. À, cũng đừng quên cái ứng dụng Lusis mà mình đã nói ở trên. Cái app này khá là hay. Ngoài những món ăn đã có sẵn trong danh mục, mọi người có thể nhập theo từng phần ăn. Ví dụ như bún bò không có trong danh mục thì mọi người có thể nhập bún, thịt bò, cà rốt, nhớ là bằng tiếng Anh, không biết thì xài Google dịch. Nhờ vậy mình cũng học thêm được vài từ vựng nữa đó. Nếu không tự nấu ăn thì mọi người chỉ có cách ước lượng như vậy. Ngoài ra, app này còn có tính năng scan mã của sản phẩm hoặc tự tạo một món ăn mới. Nếu mình biết lượng calories, protein, lipid và lượng carbon hydrate là bao nhiêu. Một số lưu ý về chế độ ăn như sau: không nên giảm cân bằng cách nhịn ăn, crash diet, hoặc bỏ bữa, skipping meal, vì cách này chỉ giúp bạn giảm chỉ số BMI do giảm cân nặng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tỷ lệ mỡ trong cơ thể vẫn cao và có khả năng tăng cân sau thời gian đó. Đó là vì cơ thể thiếu năng lượng
Protein trong cơ thể sẽ được sử dụng để tạo calories chứ không phải mỡ, dẫn đến mất cơ mà lượng mỡ thừa thì không thay đổi. Chưa kể, khi tập luyện, các bạn phát triển cơ cũng phải bổ sung protein và calories bù đắp cho các cơ bắp bị tổn thương sau khi tập luyện. Ngoài ra, người ta thấy cách ăn kiêng quá mức còn có tác dụng ngược lại vì cơ thể chúng ta không thể nhịn đói sau thời gian dài, dẫn đến việc tăng nhu cầu tiêu thụ các thức ăn nhiều đường, mỡ. Khẩu phần an toàn protein là không phù hợp. Các thành phần dinh dưỡng khác đều có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa. Mặt khác, protein thừa trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ không được giữ lại mà sẽ chuyển thành glucose hoặc mỡ để dự trữ. Chưa kể, nếu ai đã từng trải nghiệm thức ăn toàn protein như lòng trắng trứng hay ức gà luộc thì sẽ hiểu cảm giác nó kinh khủng đến thế nào. Để xây dựng cơ, mọi người có thể dùng thêm whey, hạn chế bia rượu, thức uống có cồn. Ví dụ, mỗi ngày một lon bia thì chắc cũng chả có vấn đề gì, nhưng nhớ tập bù để đốt lượng calories ha. Tóm lại, bước 4, luôn chú ý lượng calories và loại thực phẩm đưa vào cơ thể hàng ngày để đảm bảo lượng năng lượng và dinh dưỡng. Bước 5, bây giờ mới đến phần tập luyện này. Thực ra, trung bình mỗi ngày, mỗi người trưởng thành hấp thu khoảng 1.500 đến 2.000 calories thông qua ăn uống, 3 bữa chính, chưa kể ăn vặt, bữa phụ. Tuy nhiên, các hoạt động tập luyện dù ở cường độ cao cũng chỉ tiêu tốn vài trăm calories. Ví dụ, các bài tập nâng tạ cấp độ trung bình trong 30 phút tiêu tốn khoảng 115 calories. Tương tự, chạy bộ với tốc độ 5,2 dặm trên giờ hay 8,3 km trên giờ trong 15 phút. Vì vậy, trong 4 bước trên, mình nhấn mạnh rất nhiều vào năng lượng tiêu thụ và chế độ ăn, chứ không phải hoạt động tập luyện. Hơn nữa, nhiều người hiện nay với lịch làm việc dày đặc chưa chắc đã sắp xếp được thời gian để tập luyện mỗi ngày. Lời khuyên của mình cũng như cách mình đã ứng dụng vào thực tế là điều chỉnh khẩu phần ăn, sau đó tăng cường vận động trong cả ngày. Cuối cùng thì tùy theo thời gian biểu mà tập luyện mỗi ngày hoặc 3 đến 4 ngày trên một tuần. Tăng cường vận động tức là nên đi bộ nhiều, có thể sử dụng một chiếc đồng hồ điện tử giá vài trăm ngàn, không cần xài iWatch, Apple Watch hay các loại đồng hồ cảm ứng đắt tiền đâu. Để đến bước chân và nhắc nhở, cứ 60 phút ngồi yên thì phải đứng dậy và vận động một tí. Ngồi nhiều dễ bị đau cột sống, mỏi vai, kèm theo tập trung làm việc, quên uống nước sẽ dễ mắc bệnh sỏi thận. Chẳng hạn, trong phòng làm việc của mình ở tầng 4, thay vì dùng thang máy thì mình chọn cách leo thang bộ mỗi khi đi lên, đi xuống để đốt cháy bớt lượng calories. Đối với các bài tập, mình tạm chia thành hai nhóm chính mà mình vẫn tập luyện hàng ngày. Nhóm đốt mỡ là các bài tập làm tăng nhịp tim, gia tăng thông khí như các bài tập cardio trong phòng tập, chạy bộ, đạp xe bằng máy, các bài tập xen kẽ cường độ cao, HIIT, có thể tự tập hoặc xem các clip trên YouTube để tập theo. Nhóm thứ hai là nhóm phát triển cơ bắp, là các bài tập sử dụng kháng lực với vật nặng, tạ, trọng lượng cơ thể để giúp xây dựng và duy trì cơ bắp. Trong các bài tập này, cần có người hướng dẫn để thực hiện chính xác động tác thì mới phát triển đúng nhóm cơ và không gặp phải chấn thương. Mình quan sát ở phòng tập, nhiều bạn cứ tập loạn xạ, không biết chia lịch tập thế nào cho các nhóm cơ, cũng không biết máy tập nào dùng cho nhóm cơ nào, biên độ vận động không đủ, vân vân và mây mây. Nếu chưa bao giờ tập tạ hoặc các máy gym thì nên nhờ người hoặc thuê PT hướng dẫn. Khi đã hiểu nguyên lý làm việc rồi thì sau đó mình có thể tự sắp xếp tập luyện theo kế hoạch của mình. Mình không phải dân PT nên cũng không có nhu cầu quảng cáo trong phòng gym nào, nên các bạn cứ yên tâm. Lưu ý, đối với phần bụng là một trong ba nơi tập trung chính của mỡ trên cơ thể, mình cần kết hợp hai loại bài tập trên mới phát huy được hiệu quả. Có cơ bụng săn chắc, sau múi, bài tập phát triển cơ bụng để cơ bụng dày, săn chắc và bài tập đốt calories để tan đi mỡ thì múi bụng mới hiện ra được nha cả nhà. Các bài tập bụng thường thực hiện thường xuyên, kết hợp bài tập này cho các nhóm cơ khác, thay đổi để tăng dần độ khó và đỡ chán. Mà không có bí quyết nào để tập ít mà bụng lại săn chắc được hết, hãy kiên trì và đừng nản. Hơn vào nữa là khi tập, mọi người nên học cách là nghe chính cơ thể của mình. Khi cảm thấy mệt mỏi, đau thì nên ngừng lại, không nên cố quá. Thay vào đó là mình tập dần dần, mỗi ngày tăng lên một chút để cơ thể thích nghi thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Không nhất thiết phải tập luyện mỗi ngày mà nên lập mục tiêu và tần suất tập mỗi tuần, ví dụ 3 đến 4 buổi trên một tuần và duy trì thói quen đó. Không nên tập khi đói bụng vì cơ thể cần đốt calories cung cấp cho nhu cầu tập luyện. Thiếu calories bắt buộc cơ thể phải huy động năng lượng dự trữ, trong đó có protein từ cơ, dễ làm mất cơ. Không tập khi vừa mới ăn no. Khi tập phải kết hợp động tác hít thở, tăng áp lực ổ bụng. Một số động tác ở tư thế ngược hướng trọng lực dễ gây khó chịu,
ảnh hưởng nhiều đến tiêu hóa của dạ dày, cũng như có thể tăng nguy cơ gây bệnh trĩ. Thay vào đó, nên ăn nhẹ trước khi tập để có đủ năng lượng hoạt động như là chuối và bánh ngọt. Tóm lại, bước 5, hãy sắp xếp lịch tập sao cho phù hợp với công việc và thời khóa biểu. Điều quan trọng là hãy tăng cường vận động trong cả ngày. Nếu không có thời gian để đến phòng tập, có thể chạy bộ hoặc tập hít tại nhà để đốt cháy calories. Cuối cùng, xin chúc mọi người sẽ sớm đạt được những mục tiêu và thay đổi cân nặng và thể hình của mình. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ cho chúng mình. Nếu các bạn thích những bài viết tương tự, bạn có thể đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Pink Dot, còn đây là Spyroom. See ya!